Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video. Nay thầy sửa máy Vinmark giới thiệu cho mọi người đó là chiếc máy cắt cỏ Maruyama đến từ Nhật Bản. Với cấu trúc của máy thì là sử dụng xăng. Trọng lượng của máy thì là khoảng cỡ 12 cân. Với vòng quay là 8.500 vòng trên một phút. Phụ kiện đi kèm với máy thì gồm có lưỡi, động cơ, cần cắt cỏ, phụ kiện tháo nắp và sách hướng dẫn, tem bảo hành, dây đeo, tay cầm và tay cầm ga, dây ga và lá chắn. Với tuổi thọ của chiếc động cơ này thì cao và bảo hành thì 4 năm. Với độ bền cắt cỏ thì vô cùng là uy tín, thì không không có bị rung, êm ái, động cơ thì không bị ồn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nắp ráp và cũng như là vận hành sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta đặt cái phần động cơ, thì cái phần giật tổ này nó sẽ quay về đằng sau, còn cái phần đây nó sẽ có bốn cái ren ốc là dùng để làm khớp nối, nắp khớp nối của cái cần này. Thì trong cái túi phụ kiện thì nó sẽ có bốn con ốc để nắp vào đây. Mình đã cố định được vào đây rồi, mọi người chỉnh cho các ren ốc và nỗ ốc nó bằng nhau, thẳng nhau và siết ốc lại. Mình đã hoàn thiện xong cái phần siết ốc ở khoảng phần cần vào cái khớp nối của máy. Thì mọi người chú ý nhá, mọi người nắp đúng chiều thì là cái phần này nó sẽ là được ngửa nằm bên trên đây. Đây là cái phần đầu bò thì nó sẽ được úp xuống dưới. Tiếp theo là chúng ta sẽ nắp phần tay cầm và phần tay ga. Thì nắp thì mọi người tháo cái ốc đây ra. Cái ốc này thì mọi người là không nên tháo hết hẳn ra nhá. Thì mọi người chỉ tháo nó bỏng ra rồi mọi người nhấc cái này lên. Đó. Cái phần tay ga ấy thì nó sẽ nằm bên phải, tại vì là thường thường thì mọi người sẽ thuận tay phải thì mọi người sẽ bóc ga bên phải nhá. Còn trường hợp vào nắp tay trái thì cái đấy thì mình không rõ. Còn cái phần tay cầm bên này thì là sẽ làm được nắp bên trái. Khi mọi người đã cố định được hai cái tay ga và tay cầm rồi thì mọi người căn chỉnh rồi xin động lại. Khi mà đã nắp xong cái phần tay cầm và cái phần tay ga thì tiếp theo đó là mình sẽ đấu dây ga vào động cơ. Thì đấu dây ga nó sẽ cái phần khớp nối nó sẽ có nó sẵn vào ở giữa cái phần dây và cái phần động cơ, thì mọi người chỉ việc ấn nó vào thôi. Sau đó mọi người mở cái ốp ra để nắp cái phần dây ga vào cái động cơ này. Nó sẽ có cái rãnh thì mọi người xoay cái rãnh cho nó thẳng cái ga. Đây mọi người cứ nhìn theo video mình làm nhé. Nó sẽ có cái phần xoay xoay ở đây. Mọi người chỉnh cái rãnh này cho nó gần với dây ga để mọi người nắp nó vào. Ok, xong thì mọi người nắp lại cái ốp rồi nó.
Đây là tiếp theo là mình sẽ lắp cái phần lá chắn. Thì cái phần lá chắn này thì mọi người lắp cách cái phần đầu bò để lắp lưỡi là khoảng tầm từ 25 đến 30 cm, tránh lắp gần quá lưỡi sẽ bị chạm vào sẽ bị vỡ. Thì công dụng của cái phần cái lá chắn này thì nó là để chắn cỏ. Khi mà mình cắt thì cỏ sẽ nó sẽ bắn lại thì cái lá này, cái lá chắn này nó sẽ cản lại, tránh cho bị vào người hay bị vào mắt. Máy này thì được thiết kế thì nó có thể xoay được cái cần. Thì khi mà lắp lưỡi thì mọi người chỉ việc cầm cái đấy xoay ngược lại là được. Đây mình sẽ lắp lưỡi cho mọi người xem. Thì mọi người tháo cái đốc ở phía đây ra. Đây thì nó sẽ có một cái khớp để giữ. Thì mọi người lấy cái đục ra thì mọi người dí vào đây, mọi người xoay ở chỗ này, nó sẽ có một cái nỗ, nó sẽ giữ khi mà lắp lưỡi vào mình siết ốc ấy, thì nó sẽ không bị quay, nó cố định lại. Ok rồi thì mọi người chỉ việc nắp lại rồi siết ốc lại là được. Ốc thì mọi người siết nên gọi là chắc tay nhá, không nên siết chắc quá, không được nọng quá. Ok. Khi mà nắp được lưỡi xong thì mọi người quay lại. Cuối cùng là nắp, đây là cái dây đeo. Thì các cái nỗ này thì để móc dây đeo thì mọi người thích móc vào nỗ nào cũng được, tùy theo cái chiều cao hay là ấy của mọi người nhá. Chiều cao dù rộng. Đây mình đã hoàn thiện xong cái phần là lắp đặt của máy và cũng như là cách đeo hay là cầm để sử dụng máy. Mọi người hãy truy cập vào trang web máymocviet.vn để tìm hiểu thêm về máy. Cảm ơn mọi người đã xem video cùng với mình ạ.